Bà này bắt đầu về nè mọi người. Đó. Về còn nấu cơm cho chồng cho con ăn nhả nấu cho bà nội này chụp hình hoài. Đây. Này dân đứng bến xe miền Đông nè mọi người. Đây nha, từ từ chưa. Ê, con dê mà sao nó đu xích đu kìa mày. Đó. Đó. Đó trong điện thoại tao nè. Đây nè. Trong điện thoại tao nè, đó nó lắc qua lắc lại đó. Nó đi kiếm đầu một. Con nói con dê thì sao? Đu xích đu có kiếm đầu. Trong điện thoại nè. Đây này, còn đây là phu nhân của ông Lưu Cẩm Biếu. Phu nhân. Đây là đây. Còn đây là ái nữ của ông Lưu Cẩm Biếu. Mấy bạn biết sao gọi là ái nữ không? Ái nữ có nghĩa là có chỉ có một đứa con gái. Con không biết, tự nhiên cái thiệp đám cưới á, thường thường con thấy để là thứ nam, thứ nữ, út nữ, trưởng nữ không, này để ái nữ. Không biết thì mình hỏi. Thì người ta nói là ví dụ như có nhiều đứa con mà có một cô gái thì gọi là ái nữ. Giống như trai á gọi là quý tử. Là ví dụ như của Minh, của Mẫn thì gọi là trưởng nam, thứ nam. Nếu như có một mình của Minh thì gọi là quý tử. Con này nó hai đứa con trai mà. Nè các bạn này, bác khen kem ngon nè mấy bạn. Mấy bạn có tới đây ăn kem nha. Đó. Chưa tới chiều mới về. Nói trời ơi, hai bà cháu đi đâu mà đi dữ. Đây qua xe đét mà đi dữ thằng. Ăn gần hết rồi. Ăn gần hết rồi. Ừ, má nóng rồi nè. Hết chừng rồi. Mở quà má nóng. Có chừng ngon rồi. Lần đầu tiên ngồi xích đu luôn á. Gần hết rồi mọi người. Ăn cái kem lâu quá. Ừ vậy. Ở bên kia cũng đông quá kìa. Nào. Ở vĩnh. Nó đang chụp nguyên vườn bông đó. À. Trời ơi. Hát đi, hát bài áo cưới đu 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 xích đu gì nè. Áo bài gì nè, có cái bài gì áo cưới không phải không, bài gì hình như của cái gì nhà Phương gì đó. Cô dâu, cô dâu hả? Gì cô dâu hả? Chụp đẹp quá thì là ảo mà xấu. Chịu không nổi. Đẹp quá chịu không nổi trời. Đẹp quá chịu không nổi con vậy. Đẹp quá chịu không nổi gì đâu ghê.
Ở đâu à, chú? Rồi, lại ngồi đi. Phu nhân lại ngồi đi phu nhân. Đó, kê hắn. Chưa nha. Đi. Bây giờ mình đi ra đi về. Nào mình cùng lên xe nhé. Nào mình cùng đi về. Chụp chứ, chụp hai người luôn chứ. Đúng không? Cái này. Cái chua có mỏ nó dảnh cái đít đó kìa. Rồi. Tao quay luôn nè. Thôi, bà này bắt đầu về nè mọi người. Đó. Về còn nấu cơm cho chồng cho con ăn nhả nấu cho bà nội đi chụp hình hoài. Đây. Này dân đứng bến xe miền Đông nè mọi người. Đây nha, từ từ chưa? Rồi mình cùng đi về. Đi về.
Mời mọi người cùng đi về. Hai người đẹp trước đi mau quá. Mấy chú giữ xe miễn phí free. Rồi, 5 giờ 35 rồi nha mọi người. Giờ mình đi ra đi về. Bây giờ đi ra nè.